Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách trồng những cây nha đam. Phần gốc đã bị hư hoàn toàn. Mình sẽ thực hiện cách để hồi sinh những cây nha đam này được phát triển tốt hơn. Những cây như thế này chúng ta đừng nên vội bỏ. Các bạn sẽ cắt ngang đây. Và chúng ta cần phải làm sạch tất cả những chiếc lá này. Sau đó hãy sử dụng chính phần nhựa của cây nha đam. Các bạn sẽ lấy phần nhựa trong. Và mình sẽ bôi vào đây. Cách làm này sẽ giúp cho những vị trí này được kháng khuẩn khử trùng. Sau đó hãy đặt cây dưới ánh sáng nhẹ trong khoảng thời gian 30 phút. Sau 30 phút, các bạn sẽ đặt vào chậu. Mình sẽ cho nước vào đây. Nước chỉ ngập một phần của gốc. 2 ngày một lần, các bạn thay nước cho chậu cây. Chúng ta sẽ đặt ở những nơi mát, thoáng gió, có ánh sáng. Sau một tháng, cây đã phục hồi rất tốt. Những chiếc rễ đã bắt đầu phát triển. Với cách làm đơn giản này, chúng ta luôn hồi sinh những chiếc rễ khỏe cho những cây lô hội không còn rễ và rễ bị hư thối. Cây sẽ được phát triển rễ tốt hơn. Khi những chiếc rễ khỏe đã bắt đầu phát triển và được hình thành tốt, các bạn cấy vào chậu mới, chúng ta sẽ rất yên tâm. Cây sẽ rất mau phát triển. Các bạn nên lựa chọn chậu thoát nước tốt. Cây không kén chất trồng. Chất trồng tơi xốp, dễ thoát nước, cây sẽ phát triển rất nhanh. Mình sẽ đặt cây vào. Sau đó hãy tưới một lượng nước vừa đủ ẩm cho cây. Các bạn nhớ đặt chậu cây ở những nơi có nguồn sáng, thông thoáng để giúp cho cây mau phát triển. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.